Cùng với nhiều địa phương khác ở khu vực miền Trung, hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết tại Đà Nẵng liên tục gia tăng và nguy cơ dịch bùng phát trong tháng 12 này là rất lớn. Để ngăn chặn dịch, ngoài nỗ lực của ngành y tế thì rất cần sự chung tay của mỗi gia đình, mỗi người dân. Đây là khu vực ghi nhận ổ dịch nhỏ sốt xuất huyết tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Địa hình trũng thấp, nhiều khu nhà trọ đan xen, đặc biệt do ngập sâu trong các đợt mưa lớn nên nguy cơ dịch bệnh ở khu vực này là rất lớn. Thì diệt bọ gậy thì những vật mà chứa nước cụ thể như là lốp xe, là thùng, lư hương, ống cắm hoa thì mình phải có trách nhiệm ấp ngược lại. Thời gian gần đây, mỗi tuần Đà Nẵng phát sinh thêm từ 20 đến 40 ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ và tổng số ổ dịch từ đầu năm đến nay được ngành y tế xử lý là 914 ổ dịch. Qua điều tra vector muỗi và chỉ số bọ gậy, những khu vực này đều đã được phun hóa chất diệt muỗi diện rộng. Ngành y tế và các địa phương cũng tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên diệt bọ gậy để ngăn muỗi sinh sôi gây bệnh. Các ngành, đặc biệt là trạm y tế, các cái khu dân cư tiến hành là tuyên truyền, vận động bà con nhân dân ra quân để diệt cái lăng quăng bọ gậy nhân vào ngày thứ bảy chủ nhật. Và trên bên cạnh đó thì Ủy ban nhân phường cũng đã tiến hành ban hành các cái kế hoạch tổ chức cái chiến dịch ra quân trên toàn phường. Chúng ta ra quân để có thể dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng như là vận động các cái hộ dân trong toàn thành phố là mỗi ngày dành từ 30 phút để chúng ta có thể dọn dẹp vệ sinh ở trong nhà của mình và lật úp tất cả những cái dụng cụ chứa nước mà chúng ta không sử dụng đấy. Còn nếu như đối với những các cái dụng cụ khác mà nếu cần sử dụng trong nhà thì chúng ta đậy nắp lại hoặc là che chắn kín. Thì như vậy thì chúng ta mới có hy vọng trong cái thời gian đấy là chúng ta có thể số ca mắc sốt xuất huyết nó mới có thể giảm. Dịch sốt xuất huyết đang vào mùa cao điểm và có thể bùng phát diện rộng trong tháng 12 này. Vì vậy, ngoài các biện pháp của ngành y tế thì mỗi gia đình, người dân cần chủ động tham gia phòng chống dịch, nhất là dọn vệ sinh và diệt lăng quăng, bọ gậy ở nhà mình và khu vực xung quanh.